Diệp Phàm đã đột phá lên cảnh giới thần kiều. Chuyện kế tiếp là quay trở lại Linh Khư Động Thiên. Vừa mới đến cổng thì đã bị người canh giữ chặn lại. Diệp Phàm nói ra ý định là đến gặp Ngô trưởng lão. Tên kia nghe vậy liền khinh thường và đuổi hắn đi chỗ khác. Gã cho rằng một kẻ tán tu như hắn làm sao mà quen biết được trưởng lão cơ chứ. Diệp Phàm lớn tiếng gọi Ngô trưởng lão. Tên kia thấy vậy liền tức giận tấn công. Diệp Phàm định đập cho tên đệ tử này một trận. Rất may là được Ngô trưởng lão ngăn cản, nếu không gã ta có lẽ đã phải nằm viện rồi. Diệp Phàm và Bàng Bác đã mất tích 3 năm rồi. Ngô trưởng lão cứ cho rằng nam chính đã hẹo rồi. Hôm nay nhìn thấy hắn vẫn còn sống, ông rất vui mừng. Diệp Phàm chỉ kể lại một vài chi tiết, những chuyện quan trọng thì giấu đi. Sự xuất hiện của hắn ở bên trong Linh Khư Động Thiên làm cho vài người chú ý, đặc biệt là các đệ tử của Hàn gia từng có thù oán. Diệp Phàm hỏi thăm tình hình của phần mộ yếu đế. Ngô trưởng lão cho biết, sau khi phần mộ hiện thế, oán khí dưới Hàn Đàm xông lên tận trời, nơi đó cũng thành một tràng tu la có đi không có về. Rất nhiều cường giả đã bị giết chết. Sau đó thì âm phần lại chìm xuống đại địa Đồng Hoàng, Hoàng Tháp và Đạo Kinh cũng không còn manh mối. Trường môn bị Thánh Địa Thế Gia trách hỏi nên đã ra ngoài tìm kiếm tung tích của âm phần, đến nay vẫn chưa về. Ngô trưởng lão rất bất ngờ khi biết Diệp Phàm có thể mở ra khổ hải. Lời vừa được nói ra liền khiến cho hắn cảnh giác. Ông lập tức tấn công, Diệp Phàm liên tục tránh né. Thấy hắn chưa tung ra bản lĩnh thực sự, ông ta lại tiếp tục triệu hoán ra nhiều thanh kiếm tấn công. Công kích liên miên không dứt, Diệp Phàm phải tạo ra một tấm khiên ngăn cản. Hàng trăm thanh kiếm tấn công dồn dập, nam chính đành phải lao ra bên ngoài tránh né. Ngô trưởng lão đuổi theo công kích liên tục, Diệp Phàm không muốn đánh nên chỉ một mực bỏ chạy. Đúng lúc hắn định sử dụng cái đỉnh phản công thì lại nhận ra trên người trưởng lão không có sát ý nên buông tay không đánh nữa. Ngô trưởng lão quả nhiên dừng tay lại. Ông rất bất ngờ vì thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới thần kiều. Tiến cấp thần tốc như vậy, tương lai chắc chắn đạt thành tựu lớn. Ông đâu biết rằng hắn đã suýt chút nữa bỏ mạng. Sau đó lại cắn nuốt vô số thần quả, tu vi không tăng tiến nhanh mới lạ. Nhưng mức độ hào phí này cũng quá là kinh người. Bây giờ trưởng môn không ở đây, Linh Khư Động Thiên lại bị Hàn trưởng lão nắm giữ. Việc này không nên lộ ra ngoài. Sau khi được hỏi về mục đích trở lại, Diệp Phàm thẳng thắn cho biết mình muốn lấy lại đèn cổ và tấm biển của ngày trước. Hắn trở lại căn nhà gỗ năm đó hắn và Bàng Bác từng ở, nhưng đèn cổ và tấm biển đã không thấy đâu nữa. Từ khi hai người rời đi thì căn nhà này vẫn trống không. Chỉ có thể là có người đã tiến vào lấy đi pháp khí. Ngô trưởng lão căn dặn hắn ở lại nghỉ ngơi, còn mình sẽ đi hỏi thăm. Tối hôm đó, Diệp Phàm đang tu luyện ở bên trong phòng thì phát hiện ba tên đệ tử của Hàn gia lén lút bên ngoài. Dẫn đầu là nữ tử từng đi theo Hàn Phi Vũ. Bọn họ âm thầm tiến lại căn nhà định úp sọt nam chính, nhưng Diệp Phàm đã chủ động ra ngoài chào hỏi. Sự chủ động này làm cho cô gái cũng bất ngờ. Dám quay lại đây, đúng là đang chán sống rồi. Cô hỏi thăm tin tức Hàn Phi Vũ, Diệp Phàm giả vờ không biết. Người tìm tới hắn có vô số, ai rảnh đâu mà để ý chuyện này chứ. Trước khi đánh nhau, Diệp Phàm vẫn cho bọn họ một cơ hội rời đi. Đáng tiếc là bọn họ vẫn tưởng rằng hắn là phàm nhân nên thái độ vô cùng khinh thường. Tên thanh niên muốn hắn phải quỳ xuống xin lỗi cô gái. Diệp Phàm thẳng thắn cho biết trên đời này còn chưa có ai để cho hắn phải quỳ. Chỉ dựa vào dạng tôm tép như gã thì có 100 đứa cũng chẳng đáng là gì. Gã ta phẫn nộ xông lên tấn công. Đáng tiếc là còn chưa kịp thể hiện quá nhiều thì đã bị Diệp Phàm tặng cho một cú sút nằm ngã ngửa. Tên thanh niên còn lại nhanh chóng xông lên, nữ tử cũng sử dụng thần lực tạo ra vũ khí. Diệp Phàm cảm thấy kẻ địch vẫn chưa lộ diện nên không cần bộc lộ ra cảnh giới thực sự, chỉ cần dựa vào nhục thân đã đánh cho hai người sấp mặt. Hắn dùng kiếm uy hiếp cô gái để tra hỏi về hai món đồ của mình và Bàng Bác. Đối mặt với cái chết, cô ta đành phải khai ra. Đồ đúng là mình lấy, nhưng là sao nói cho Hàn trưởng lão. Thấy là Diệp Phàm cưỡi hạc đến nơi ở của lão ta thăm dò. Lão già này chính là Hàn trưởng lão, tên là Hàn Dịch Thủy. Hàn gia có hai vị trưởng lão. Một vị giỏi về luyện dược thì đã bị tiêu diệt, người còn lại thì giỏi về luyện khí. Hàn Dịch Thủy cũng phát hiện ra sự có mặt của Diệp Phàm. Qua ngày hôm sau, Ngô trưởng lão lại đi tới gặp mặt. Sau khi thăm hỏi thì ông cũng biết Hàn Dịch Thủy đã lấy đồ đi. Ông đã tới yêu cầu trả lại nhưng lão ta không cho. Thấy Diệp Phàm tiếc nuối nên ông cũng muốn giúp tới cùng. Lúc này, Hàn Dịch Thủy đang cùng với hai trưởng lão khác bàn luận về đạo văn trên hai món pháp khí của Diệp Phàm. Nếu có thể khám phá được bí ẩn của đạo văn thì có thể đột phá cảnh giới luân hải, tiến vào trong cảnh giới đạo cùng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Niềm vui chưa kéo dài được quá lâu thì Ngô trưởng lão và Diệp Phàm đã tới yêu cầu trả lại đồ. Lão ta nhất quyết không trả lại, Ngô Thanh Phong vẫn cứng rắn.
Thấy sắp đánh nhau tới nơi rồi, một vị trưởng lão bên cạnh cũng khuyên Hàn Dịch Thủy trả lại đồ. Lão ta suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bộ dạng thân thiện hơn bao giờ hết và đồng ý trả lại món đồ cho nam chính. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão không muốn phải một sống, một chết với Ngô Thanh Phong. Hơn nữa Diệp Phàm dù có lấy lại được hai món pháp khí thì cũng phải có bản lĩnh mang đi. Hàn Dịch Thủy cho gọi đám đệ tử của mình lại, giao cho bọn họ nhiệm vụ tiêu diệt nam chính, cướp lại pháp khí. Diệp Phàm tặng cho Ngô trưởng lão một cái bình ngọc. Bên trong bình là thần thủy lấy ở hoang cổ cấm địa, rồi cáo từ rời đi. Đi tới khi trời sáng thì đám đệ tử Hàn gia đuổi tới chặn đường. Bọn họ thẳng thắn cho biết, ngoài lấy lại pháp khí thì còn tính cả món nợ với Hàn Phỉ Vũ. Hắn vốn định rời đi trong yên bình, không ngờ rằng bọn họ lại tìm tới. Hắn chủ động xông lên tấn công, đến nước này rồi, hắn không cần phải giấu giếm thực lực nữa. Tên đại sư huynh của bọn chúng nhanh chóng bị đấm cho tàn xác, những người còn lại thấy vậy liền cùng nhau xông lên đánh hội đồng. Diệp Phàm chưa cần dùng ra vũ khí, chỉ đánh đấm bình thường đã bón hành cho cả đám. Thấy đối thủ lần này khó ăn hơn tưởng tượng, bọn chúng đành phải hợp sức tạo ra trận pháp. Diệp Phàm bị một cơn lốc khổng lồ bao vây lại. Lúc đầu hắn còn chưa động sát tâm, nhưng bọn chúng cứ như muốn dồn mình vào chỗ chết. Thế là hắn cũng không nương tay nữa. Hắn lấy ra cái đỉnh, đập cho từng người ngã lăn ra đất. Một đỉnh một mạng, sau đó phá hủy pháp bảo của bọn chúng. Hành động này là cố tình dụ Hàn Dịch Thủy tới. Lão ta lập tức cảm ứng được pháp bảo của đệ tử đã bị hủy nên nhanh chóng bay tới chiến trường để kiểm tra. Diệp Phàm ngồi ở trên cây chờ đợi sẵn. Giết người mà không chạy trốn, chắc chắn là có toan tính. Diệp Phàm trực tiếp bày tỏ ý định là tiễn lão xuống đoàn tụ với những người khác. Dứt lời, liền tung chiêu tấn công, Hàn trưởng lão thản nhiên tránh né. Diệp Phàm vừa tấn công tầm xa vừa lao tới đánh cận chiến, nhưng đều bị đẩy lùi. Lão lấy ra một thanh kiếm khổng lồ. Diệp Phàm trực tiếp dùng nắm đấm thanh kiếm. Sau nhiều lần tấn công dồn dập không ngừng nghỉ, Hàn trưởng lão cũng bị ăn đòn. Chỉ chờ đối thủ có sơ hở, Diệp Phàm lại lao tới đấm thẳng mặt. Một bên tấn công liên tục, bên còn lại thì cố gắng ngăn cản. Phía tấn công lúc nào cũng chiếm được thế chủ động. Hàn Dịch Thủy bị đánh cho ngộp thở, pháp bảo cũng bị đỉnh ba chân đánh vỡ. Dù là vậy thì đối thủ lần này của hắn vẫn rất đáng gờm. Lão sử dụng ra một cái chuông trấn áp nam chính lại. Diệp Phàm nhanh trí sử dụng thanh mộc ấn trấn nhiếp cái chuông. Sau đó lao tới sút vào mặt đối thủ, khiến lão nằm lăn lóc. Hắn thẳng thắn tiết lộ mình chính là kẻ đã giết chết Hàn Phỉ Vũ, còn có cả đệ đệ của lão nữa. Lấy hết linh dược mà đệ đệ lão khổ công góp nhặt cả đời. Điều này làm cho Hàn Dịch Thủy giận tím người. Lão bay lên không trung rồi bắt đầu điều động pháp khí. Uy lực pháp khí quá mạnh, chẳng may bị trúng chiêu thì sẽ bị thương. Diệp Phàm liên tục bay lòng vòng tránh né, sau đó lấy ra hai món pháp khí của hai vị trưởng lão Cơ Gia và Khương Gia. Pháp khí của Thế Gia quá mạnh, dễ dàng ngăn cản đòn tấn công và chấn vỡ pháp khí của Hàn Dịch Thủy. Đến đây thì kết quả đã định rồi, Diệp Phàm lao tới đập cho đối phương một trận. Hàn Dịch Thủy nhận ra hai món pháp bảo mà hắn sử dụng có lai lịch bất phàm. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà cảnh giới luân hải có thể luyện chế. Diệp Phàm cũng khen ngợi lão già này có nhiều tài năng, chỉ tiếc rằng không thu thập được nhiều đồ bằng mình. Lão cố gắng uy hiếp bằng cách lấy thân phận của mình ra đe dọa. Nếu hắn xuống tay thì sẽ gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Diệp Phàm không thèm quan tâm, hắn đã mưu tính giết chết hai vị trưởng lão của Thế Gia cùng một đám con cháu Thế Gia. Vậy nên giết thêm một vị trưởng lão của Động Thiên thì có gì đáng ngại đâu. Hàn Dịch Thủy nghe vậy, biết không xong rồi. Lão lập tức bỏ chạy nhưng không chạy thoát được, kết quả là vẫn bị tiễn về chầu ông bà. Mọi chuyện ở đây đã xong, hắn lại tiếp tục lên đường đến Giao Trì Thánh Địa. Giao Trì Thánh Địa ở ngoài xa mấy vạn dặm, đi bộ hay phi hành đều không được. Hắn nhất định phải tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn rồi tìm được truyền tống trận thì mới có thể đến được. Ghé vào một quán ăn ven đường, Diệp Phàm bất ngờ đụng độ tên đạo sĩ bất lương Đoạn Đức. Mặt mũi Đoạn Đức đã hồng hào, xem ra là đã nạp rất nhiều rượu vào trong người rồi. Xem tới đây, tập phim đã hết rồi, video của mình cũng dừng lại ở đây thôi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào!